Luna đi phát vé mời mấy ba mấy bạn đi xem xiếc ha. Từ từ Mimi à. Mimi nè. Em bao nhiêu mét rồi? Em bao nhiêu mét rồi? Trên mét tư rồi. Kể cho bạn Sophia kìa. Candy nữa nè. Luna cho vé đó luôn đi. Xong chưa? Cho vé xong hết chưa? Còn một vé có còn. Cho luôn đi. Tiêu đâu có cần vé đâu. Cho bạn đó đi. Hồi tôi dắt vô miễn phí. Giờ đi rồi. Còn ai giữ vé nữa đi. Ở trong đây còn thiếu nhi nào không? Sao còn người lớn không vậy? Có thiếu nhi nè. Thiếu nhi vô coi xiếc đi, coi chó nè. Đi. Thiếu nhi đi. Hồn nhiên đi. Hồn nhiên đi thiếu nhi. Em thiếu nhi luôn không? Không, cái này thì mình đi coi đi, người ta có tiền người ta cho chó ăn. Không coi sao người ta có tiền người ta cho chó ăn được. Rồi đi cơ, đi đi. Rồi đi vô. Sophia về chưa? Sao cùng vô? Chúng ta cùng vô. Thì bánh tét á, mở mở đường lên tiên cái đây, lấy xuống cháu nồng ra dẫn đường. Tập trung nè. Sư huynh Thuận nè, lại giải quyết cho em vụ vé nè. 15 vé nè. 20 người ngồi nè. Được không nè? 15 vé. Nếu mà cùng ngày không? Không, chung một băng luôn á. Ủa, em là không, anh vô trong đó anh làm xiếc với thú luôn. Anh không có ngồi ghế. Đi. Sao biết dịnh vô tiền cá cho sướng hả? Đúng rồi, được cha mẹ cho tiêu anh khổ hả? Dạ. An vị chỗ ngồi. Thôi mà xiết ra là mấy em phải la, phải vỗ tay cổ vũ nha. Ngồi đây dễ quản lý mấy em. Ở đâu ra vậy? Mới thoát được em mà. Nữa hả? Thôi bây giờ mình ngồi yên một chỗ đi để hồi ổn định vị trí rồi. Mấy em muốn ngồi đâu ngồi. Để hồi bắt đầu lên xiếc rồi cho mấy em ngồi thả cửa luôn ha. Ở nữa hả? Thôi được rồi. Ngồi đi, ngồi vô ghế đàng hoàng đi. Vô ngồi ghế đàng hoàng đi, năn nỉ luôn á. Rồi mấy bạn người cá đã sẵn sàng coi xiếc chưa? Bên qua kia ngồi. Bên qua kia ngồi với Mimi. Sao vậy? Ok. Candy được không? Vui không? Lucy thế nào? Ở đây quậy vui quá ha. Đây bên đây mới là thế giới của người cá nè. Trời ơi Kevin làm sao lận hai miếng da mắt lên đồ hay quá vậy? Làm như rái cá Tina vậy?
Yeah.
giơ tay ra là mời mình là mình phải ok liền. Gần nha. Để cho mấy bạn chó diễn.
diễn không? Mấy em gọi gọi tên nó làm cái gì? Cho mấy em bé coi nữa kìa. Đi ra cho mấy bạn nhỏ coi nhanh lên. Ben, đi về chỗ ngồi cho mấy bạn nhỏ coi. Giờ mấy em sao, muốn đi về không? Vậy thì đi về khỏi coi nữa. Đi ra cho mấy bạn coi. Mất lịch sự quá. Đừng có đứng gần mấy bạn chó sợ nha. Tôi nói lại lần nữa thôi ha. Hội Hòa Nhân Chủ của mình xin kính chào tất cả quý vị và các thân mến. Rồi mấy bạn chó chuẩn bị học. Xin mời quý vị và các em sẽ đến một học toán rất đặc biệt của chúng tôi nha. Tiết học toán của mấy bạn chó. Rồi bây giờ chú gọi sơ đồ các bạn này, trong các học của chúng ta có mấy chút bốn à? Dạ các con ngồi xuống đi, các con trật tự các chú bốn chúng ta mới làm được chứ. Các con ngồi xuống đi. Bây giờ mấy bạn thấy cuốn học, mời lớp trưởng Lucky sẽ đứng lên mấy bạn mê cuốn quá. Đàng hôm nay có mấy bạn tới lớp. Để Lucky đứng hồ 4 tiếng à, có nghĩa là 4 cuốn tới lớp. Và hôm nay chúng ta sẽ ôn lại những bài toán đơn giản. Trước tiên là một bài toán cộng rất là dễ thôi. Ví dụ 4 cộng 1. Rồi bây giờ đối với bạn thứ nhìn này, 4 cộng 1 bằng mấy nào? Đúng rồi. Rồi bài toán cộng 4 cộng 1, thầy sẽ hỏi Lucky 4 cộng 1 bằng mấy nào? Đúng không? Rất chính xác, đáp án bằng 5 đúng không nào? Rồi bác cộng, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua bác tính từ nha. Bác cộng 5 tiếng à? Đúng rồi. Thôi đi về chỗ ngồi cho mấy bạn coi nè. Mình lịch sự đi. Rồi một bài toán trừ rất là dễ thôi. Em về em ngồi lịch sự coi. Hết chỗ rồi. Ê, chỗ trọng quá kìa, vô ngồi hồi mất chỗ hết bây giờ. Về chỗ ngồi hồi mất chỗ, không còn chỗ, vô. Đúng rồi, à, rất chính xác đấy nè. Có chữ, bây giờ sẽ là bài toán khó hơn nữa, đó là bài toán nhân. Mê chó thì về đi. Về đây ngồi. Hả? Hả? Gì vậy? Ủa? Sao biết mà coi? Dạ. Trời ơi, nãy bắt giới ghẹo chị Hằng, bây giờ người cá ghẹo lại bắt giới. Lần đầu với các nghệ sĩ trong chương trình buổi tối ngày hôm nay với chủ đề vũ điệu đêm trăng. Vâng, kính thưa quý vị, buổi tối lên đây, lên đây, lên sân khấu đi, lên đây. Chúng ta mong là những người đã trẻ trong tối ngày hôm nay sẽ được tất cả quý vị chúng ta giơ tay chào kiểu người cá đi mấy em, chào tạm biệt kiểu người cá. Trời luôn á.
chưa đã nữa, vậy về nhà chơi tiếp. Ok. Về nhà, về nhà bạn người cá tai quậy. Về nhà người cá tai quậy nha anh em.